báo cáo từ Google, Temasek và Bain & Company, nền kinh tế số Việt Nam có thể đạt quy mô 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Gọi xe và đồ ăn trực tuyến là nhóm lĩnh vực có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất với đông đảo lượt người dùng và tần suất sử dụng cao. Đây có thể coi là hai mảng dịch vụ số phổ biến nhất đối với nhu cầu tiêu dùng của thị trường Việt Nam. Trong năm 2023, người Việt chi 3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 75.000 tỷ đồng cho dịch vụ gọi xe và đặt thức ăn trực tuyến. Một cuộc khảo sát vừa được thực hiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, chi phí chi trả cho việc đặt xe qua ứng dụng chiếm tới gần 50% tổng chi phí di chuyển hàng tháng của người Việt. Hầu hết phần lớn chi tiêu cho việc đặt xe được dùng cho dịch vụ đặt xe máy. Em cũng sinh viên mới ra trường cho nên là em sẽ ưu tiên chọn những cái app rẻ. Thì thường em sẽ check những cái app, nhiều app, và em sẽ lựa cái app nào rẻ nhất em đặt. Điện thoại em thì có rất là nhiều app, nhưng mà thường em sẽ chọn app nào mà có nhiều mã giảm giá nhất vào giờ cao điểm, hoặc là giờ khi mà thời tiết xấu thì giá cả ở trên app nó không bị đổi. Tại vì hầu như là hàng ngày, ngày nào em cũng đi xe công nghệ để đi làm hết, thì một cái chi phí hợp lý sẽ phù hợp với em hơn. Thì nhân văn phòng tụi em cũng cần giờ rất là chính xác nữa, nên là tụi em sẽ ưu tiên những cái app nào mà có thời gian bán nhanh. Tại Việt Nam, Grab từng được xem là một siêu ứng dụng duy nhất khi tích hợp cả đặt xe di chuyển, đặt thức ăn và giao nhận trong cùng một ứng dụng. Cho tới khi Be vươn lên mạnh mẽ để tìm gần vị trí này, còn Shopee Food và Bemin đã rời Việt Nam, lại không có dịch vụ đặt xe di chuyển, Sanesem lại không có dịch vụ giao thức ăn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vị trí độc tôn của Grab đang dần lung lay khi Be đang từng bước vững chắc phát triển thành một siêu ứng dụng thuần Việt với con số tăng trưởng bền vững. Be hiện là siêu ứng dụng thuần Việt duy nhất đang ngang tầm đối chọi với hai kỳ lân tỷ đô là Grab và Shopee ở các mảng này. Chỉ mới cách đây 3 năm thì phần của Grab chiếm khoảng 60%, Gojek chiếm 19% và Be chiếm 18%. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa Grab và Be đang dần được thu hẹp. Nói về các cái phân khúc thị trường thì hiện tại Be đang rất là được ưa chuộng bởi các đối tượng là Gen Z. Đây cũng là cái đối tượng khách hàng được dự đoán là có sức chi tiêu cao nhất trong vòng 1 đến 2 năm tới trong cái thị trường lao động. So sánh với lại những các cái đối thủ nước ngoài ở trong cái thị trường, trong cái cuộc đua về siêu ứng dụng, thì Be hiện tại cũng chiếm tầm 32% lượng người dùng thường xuyên ở Hồ Chí Minh và Hà Nội, và theo đuổi rất là sát sao vị trí dẫn đầu là 42%. Be hiện tại đã tăng gần gấp đôi thị phần của mình so với khi mới ra mắt cách đây 5 năm. Với dịch vụ đặt xe máy, Be có sự phát triển đáng kinh ngạc khi chiếm lĩnh 1/3 thị phần xe máy công nghệ với hơn 300.000 tài xế. Với Be Food, số lượng cửa hàng, quán ăn tăng trưởng đến 7 lần và tần suất khách đặt món hàng tháng tăng đến 160% sau 2 năm ra mắt. Thưa quý vị, những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến việc ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, tốt nghiệp cử nhân luật hệ tại chức năm 2019, thế nhưng năm 2021 đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội, tức là chỉ trong vòng 2 năm, Thượng tọa Thích Chân Quang đã lấy được bằng tiến sĩ. Cuối giờ chiều 25 tháng 6 năm 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội đã gửi thông cáo báo chí tới các cơ quan truyền thông, thông báo về quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, người gây ồn ào trong dư luận xã hội về việc lấy bằng tiến sĩ trong vòng 2 năm, trong khi trước đó chỉ có bằng đại học tại chức ngành luật. Theo thông cáo, ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959, trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1 trình độ Đại học Luật. Hình thức vừa học vừa làm của Trường Đại học Luật Hà Nội mở tại Trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1 năm 2017, tốt nghiệp vào tháng 1 năm 2019. Văn bằng 1 của ông Vương Tấn Việt là tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng Anh năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Sau đó, tháng 11 năm 2019, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019-2023. Tháng 12 năm 2021, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tháng 3 năm 2022, được cấp bằng tiến sĩ ngành luật hiến pháp hành chính. Trong thông cáo, Trường Đại học Luật Hà Nội nêu cụ thể các căn cứ pháp lý áp dụng cho quá trình đào tạo đối với học viên Vương Tấn Việt. Căn cứ tuyển sinh, đối tượng và điều kiện dự tuyển, xét tuyển và trúng tuyển, tiến trình đào tạo, thời gian đào tạo. Về đối tượng và điều kiện dự tuyển, trường hợp ông Vương Tấn Việt thỏa mãn các yêu cầu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Trường Đại học Luật Hà Nội quy định. Theo đó, khoảng 1, điều 5, thông tư số 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ có quy định sau. Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ. Trước khi tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội đã thông báo tuyển sinh với điều kiện dự tuyển phù hợp với quy định của thông tư số 08.
Ông Vương Tấn Việt tốt nghiệp cử nhân luật loại giỏi, vì thế ông Vương Tấn Việt phù hợp với đối tượng và điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngoài ra, thông tư số 08 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định người dự tuyển nghiên cứu sinh là tác giả của một bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời gian 3 năm, tức 36 tháng, tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Thông tư số 08 cũng yêu cầu người dự tuyển có văn bằng chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ, văn bằng được xem đủ điều kiện, làm minh chứng là bằng tốt nghiệp đại học, các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp. Ông Vương Tấn Việt thỏa mãn cả hai điều kiện này trước khi trúng tuyển nghiên cứu sinh Trường Đại học Luật Hà Nội, có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, là tác giả một báo cáo khoa học in trong kiểu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện năm 2017. Trong tiến trình đào tạo, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, ông Vương Tấn Việt đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Từ năm 2020 đến năm 2021, ông Vương Tấn Việt đã hoàn thành 7 học phần của chương trình đào tạo tiến sĩ. Khi đánh giá chuyên đề tiến sĩ và bảo vệ luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội nhận thấy ông Vương Tấn Việt đã thỏa mãn các yêu cầu sau. Hoàn thành các phần học bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ, đã công bố 2 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kiểu hội thảo quốc tế có phản biện, được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký luận án ở đơn vị chuyên môn, đã hoàn thành bảo vệ chuyên đề tổng quan 3 chuyên đề luận án. Xét nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo, đã nộp luận án vào Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội và Thư viện Quốc gia, Trường Đại học Luật Hà Nội đã cấp bằng tiến sĩ cho ông Vương Tấn Việt. Về thời gian đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết tổng thời gian đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2019 đến khi có quyết định công nhận học và cấp bằng tiến sĩ tháng 3 năm 2022 là 2 năm 3 tháng. Lượng thời gian này đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ được ban hành trong thông tư số 08 cũng như đúng với quy định của Trường Đại học Luật Hà Nội. Cụ thể, điểm B, khoản 2, điều 9, thông tư số 08 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trong trường hợp đặc biệt nghiên cứu sinh được rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập. Điểm C của khoản 2, điều 9, thông tư số 08 quy định, thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét quyết định cho phép nghiên cứu sinh được rút ngắn thời gian học tập nếu nghiên cứu sinh hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo. Theo Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2021, ông Vương Tấn Việt đã có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo. Đơn đã được Hội đồng Bảo vệ Luận án cấp trường và được nhà trường đồng ý. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.